Xin chào và trở lại chương trình của The LV News. Chương trình LV News được premiering trực tiếp từ lúc 7 giờ sáng và 5 giờ chiều. Chương trình sẽ tập hợp tất cả những bản tin, những bài bình luận vân vân. Trở lại bản tin đầu tiên, bài bình luận đầu tiên tin tiêu điểm của Hoa Kỳ. Sự xuất hiện của kiểu nhà nước cảnh sát ở Mỹ Quốc đã bắt đầu. Bài viết của tác giả Jeffrey Tucker. Chúng ta không hoàn toàn ngạc nhiên với thời của chính quyền Biden. Cái đất nước Mỹ trở nên độc tài hơn. Khi mà thật sự một tổng thống của một đảng phái đương nhiệm đang truy tố một cái đối thủ chính trị cạnh tranh của mình. Kể cả luôn những sự kiện liên quan thành phố của New York trở nên độc tài hơn. Lực lượng vệ binh quốc gia và cảnh sát tiểu bang hiện đang tuần tra hệ thống tàu điện ngầm tại thành phố New York. Với cái nỗ lực để làm gì đó về sự bùng phát của tội phạm. Trong đó việc kiểm tra hành lý, kiểu giám sát mới đối với tất cả hành khách là một phần của cuộc điều tra này. Không ban hành luật, không tranh luận, chỉ là một sắc lệnh từ thị trưởng. Kinh khủng chưa? Vậy đừng đặt câu hỏi tôi, đừng bao giờ chỉ mỏ về việc đất nước Việt Nam mà cho rằng là cảnh sát Cộng sản Việt Nam như thế này thế kia. Trên thực tế bây giờ tại Mỹ cũng tương tự. Quý vị đang xuất hiện tàu điện ngầm tại New York, quý vị sẽ bị kiểm tra anytime. Còn trong túi quý vị thật sự có bỏ cái gì đó hay không? Nhiều công dân vốn dựa vào hệ thống giao thông này sẽ hoan nghênh cái điều này. Đó là một phần phổ biến của kiểm soát súng nghiêm ngặt. Không ai biết liệu họ có quyền tự vệ hay không. Các thương nhân đã bị quấy rối và thậm chí bị bắt vì cố gắng ngăn chặn nạn cướp bóc trong chính cửa hàng của họ. Thông điệp đã được gửi đi. Chỉ có cảnh sát mới có thể làm việc này. Còn họ có làm hay không lại là chuyện khác. Mọi thứ trên cái tàu, hệ thống tàu điện ngầm đã trở nên một cách điên rồ. Nếu quý vị hiểu rõ về cái hệ thống này thì quý vị có thể đi lại an toàn. Còn những du khách nào đến cái thành phố mà đi sai chuyến tàu thời điểm sẽ gặp rủi ro khôn lường. Trên thực tế, cuộc kiểm tra này được bảo đảm rằng cảnh sát chỉ tịch thu dao và những thứ khác mà người mang theo để tự vệ. Trong khi đó, để lại cho bọn tội phạm thật sự được tự do hơn mà tùy ý săn lùng người dân. Nếu mà thật sự đi cái trạm A đến trạm B mà tịch thu dao, như cái trạm EFG trong cái trạm mà cuối cái đường hầm thì như thế nào đây? Như những người phụ nữ họ không được quyền đem những cái vũ khí để tự vệ just in case là bị hấp diêm tại cái thành phố New York hay sao? Những người tuân thủ luật pháp sẽ chịu ảnh hưởng, còn những tội phạm thì một ngày một nhiều. Những người tuân thủ luật pháp thì họ sẽ không bao giờ đem những vũ khí tấn công cả. Nhưng mà thật sự, cái thằng tội phạm thì làm gì nó tuân thủ được luật pháp đây? Chuyện này sẽ không đến cái kết không có hậu. Khi vì nhìn vào một cách tường tận, quý vị sẽ thấy những gì mà chúng ta chứng kiến là sự khởi đầu của một nhà nước cảnh sát chính cống tại Hoa Kỳ. Điều này chỉ mới khởi phát tại thành phố New York. Như vậy, vệ binh sẽ được tiếp tục triển khai ở đâu? Bất cứ nơi nào có thể. Nếu tình hình tội phạm đủ tệ hại, thì người dân sẽ hoan nghênh sự triển khai này. Chắc chắn hầu hết ở mọi cái địa điểm, thời điểm đều diễn ra như vậy. Nghĩa là có sự hiện diện của cảnh sát thì người dân sẽ vui mừng. Mỗi người trong chúng ta đều có những câu chuyện riêng của mình để kể. Để kể về cái việc này diễn ra như thế nào. Một số người có thể bắt đầu từ việc thông qua cái đạo luật yêu nước và thành lập Bộ An ninh Nội địa vào 2001. Một số sẽ tập trung việc kiểm soát súng và tước bỏ quyền tự vệ của công dân. Câu chuyện riêng của tác giả Jeffrey Tucker và sự kiện diễn ra gần đây. Sự việc bắt đầu vào cái tháng này của 4 năm về trước cùng những đợt phong tỏa. Đó là điều đứt gãy cái năng lực hoạt động của xã hội dân sự tại Hoa Kỳ. Mọi chuyện đã diễn ra kể từ đó. Nó tiếp nhau như domino. Nó cứ ngã từ quân này cho đến quân khác. Như vậy sự việc diễn ra như thế nào? Thứ nhất là tụi nó phong tỏa. Thứ hai, tụi nó đánh mất cái phương châm đạo đức và lan truyền sự cô đơn và chủ nghĩa thư vô. Thứ ba là tụi nó bạo động phát sinh từ sự thất vọng của công dân. Thứ tư là vắng bóng cảnh sát gì bắt
việc bắt nạt tư tưởng. Thứ năm là dân số, dân thành à, dân số, sự gia tăng dân, sự gia gia tăng số dân nhập cư và tị nạn mất kiểm soát. Thứ sáu là một đại dịch về sức khỏe từ việc lạm dụng chất kích thích và những nguyên nhân khác. Thứ bảy là các doanh nghiệp bỏ chạy khỏi thành phố. Thứ tám là các thành phố rơi vào tình trạng suy tàn, điều đó dẫn đến sự tăng cường giám sát và cảnh sát được điều động đến. Như vậy đoạn thứ 10 là gì? Đó, giai đoạn thứ 10 chính là cướp đi cái quyền tự do và cái nền văn minh của chúng ta. Từ khi nào mà nước Mỹ chúng ta không tự regulate, chúng ta trở thành một cái đất nước vô văn minh, vô văn hóa đến cái mức độ mà bây giờ cảnh sát phải đi vòng vòng để đi kiểm tra những hàng hóa, những cái gói hàng, những cái túi trên những cái chuyến xe điện ngầm. Điều này không phải lúc nào cũng xảy ra tại mọi giai đoạn lịch sử, nhưng dường như đây là một phát thảo đáng trân trọng về những gì đang xảy ra trong trường hợp này. 4 năm là khoảng thời gian rất ngắn để chứng kiến tất cả những việc này, nhưng thực tế chỉ là cách đây mới 4 năm, thành phố New York vẫn còn tương đối văn minh. Không ai có thể ngờ được rằng việc lại đến nhanh như vậy. Tuy nhiên khi một đợt phong tỏa diễn ra, tất cả mọi người dự đoán đều không có giá trị. Ở đây chúng ta sẽ có một chính sách hầu như trực tiếp mà chà đạp đến một sự tự do mà chúng ta xem là sự hiển nhiên. Các trường học, doanh nghiệp, nhà thờ đã bị đóng cửa với nhiều cái cấp độ thực thi khác nhau. Toàn bộ lực lượng nhân sự được phân chia giữa cái thiết yếu và không thiết yếu. Có sự nhầm lẫn phổ biến về việc chính xác ai là người chịu trách nhiệm trong việc chỉ định và thực thi cái điều này. Vào thời điểm đó, chuyện này có cảm giác giống như là thiết quân lực. Như tại tất cả các luật dân sự bình thường đã bị thay thế bằng một cái gì đó khác. Điều gì đó phải có liên quan đến sức khỏe cộng đồng, nhưng rõ ràng còn có nhiều điều diễn ra hơn thế. Vì đột nhiên các bài đăng trên mạng xã hội của chúng ta bị kiểm duyệt, và chúng ta được yêu cầu làm những việc vô lý, chẳng hạn như đeo khẩu trang để tránh một loại cô tập 19, mà không thể phòng tránh bằng khẩu trang, cũng như đi theo một hướng trong lối đi của cửa hàng Bách Hóa. Đúng luôn, cửa hàng Bách Hóa trong quá khứ, vì còn nhớ lại, họ xếp hàng đi một hướng này, không thể nào đi nhiều hướng được. Con cô tập 19 thì nó không lay một hướng, nhưng mà đi nhiều hướng nó lay. Phần lớn lực lượng dân sự khối văn phòng đã ở nhà, và cả con cái của quý vị. Cho đến khi mọi việc trở nên quá sức chịu đựng, cái thành phố này trở thành một thị trấn ma. Hầu hết thành phố của Hoa Kỳ đều như vậy. Khi cái thảm họa này kéo dài trong nhiều tháng, những người bị giam cầm được cho phép rời khỏi nhà trong mùa hè để phản đối sự phân biệt chủng tộc, chứ không phải lý do gì khác. Đây là tác giả đang kể lại câu chuyện của George Floyd. Khi nguyên một cái mùa hè, những truyền thông đang cổ vũ cho những cái phong trào ra biểu tình đi tìm công lý cho George Floyd, để đập phá những cái thành phố, đập phá nhà thờ, đốt tiệm trùng, đốt tiệm rửa xe, đốt tiệm dealer xe. Để bào chữa cho điều này, chính các quan chức y tế công cộng đã nói rằng phân biệt chủng tộc là một loại chủng cô tập 19 nguy hiểm như cô tập 19, vì điều này đã được cho phép. Các cuộc biểu tình đã biến thành bạo loạn trên nhiều thành phố. Cảnh sát bị cắt ngân sách, không được khuyến khích làm bất kỳ điều gì để giải quyết vấn đề này. Người dân thì kinh hoàng chứng kiến các trung tâm thành phố bị đốt cháy bởi đảng Dân Chủ. Những tên nghiện ma túy chiếm lĩnh toàn bộ khu vực của thành phố. Điều này giống như mọi tiêu chuẩn lịch sử đã bị loại khỏi một phần lớn của dân số. Trong khi đó, những khoản tiền lớn đang được chuyển đến trương mục ngân hàng của mọi người, phá vỡ kỳ vọng kinh tế trong trường. Làm thế nào mọi người có thể không làm việc mà trước một ngân hàng của họ lại có thêm nhiều tiền hơn bao giờ hết? Đã có một luật mới thậm chí không yêu cầu mọi người phải trả tiền thuê nhà. Sao lại kỳ khôi đến thế? Ngay cả khoản vay sinh viên cũng không cần phải hoàn trả. Như vậy tác động gì cho nền kinh tế khi mà thật sự vẫn tiếp tục ăn chơi mà không làm việc? Thì đương nhiên sẽ chết rồi. Đến cái mùa thu, thời gian tạm dừng ngừng phong tỏa kết thúc và mọi người được yêu cầu về nhà một lần nữa. Nhưng lần này họ có một công việc phải làm, đó là họ phải đi bỏ phiếu. Họ không phải là tại điểm bỏ phiếu, vì đến đó sẽ lây lan mầm bệnh, hoặc truyền thông đã nói như vậy. Khi kết quả bỏ phiếu cuối cùng được công bố, chính cái lá phiếu khiếm dị đã khiến cuộc bầu cử có lợi cho đảng Dân Chủ,
vốn thật sự muốn có thêm nhiều biện pháp phong tỏa, cuối cùng đã thúc đẩy quy định bắt buộc chủng cô tập 19 cho toàn dân. Khi cái đảng Dân Chủ cầm quân đã lưu ý đến cái lượng lớn người dân chuyển đi ra khỏi thành phố và tiểu bang của họ kiểm soát. Điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến tích tức bỏ phiếu trong tương lai. Nhưng họ đã có một kế hoạch, họ sẽ mở cửa biên giới cho hàng triệu người với chiêu bài quan tâm đến người tị nạn. Những người mới bằng xương bằng thịt này sẽ trở thành kịp cử tri lúc mà chắc chắn sẽ được tính vào thống kê dân số khi cần được phân bố lại quyền lực của chính trị. Có nghĩa rằng là tác giả đó có luận điểm rất là tuyệt vời. Khi một số trưởng ban của đảng Dân Chủ và rất là nhiều thành viên của đảng Cộng Hòa bỏ ra đi, đã mất cái cán cân quyền lực và trưởng ban California mất một ghế, trưởng ban New York mất một ghế ở Hạ viện, thì trong tương lai nó sẽ đẩy tất cả những di dân bất hợp pháp này đến tiểu bang California và New York để bù lại cái ghế 750.000 người này. Và đương nhiên, kiểm tra dân số sẽ không hỏi quốc tịch, mà kiểm tra dân số thì kiểm tra tất cả những người, kể cả luôn di dân bất hợp pháp. Trong khi đó, người dân bản địa đã bắt đầu chìm trong tình trạng sức khỏe kém như lạm dụng chất gây nghiện, trầm cảm lan rộng, suy sụp tinh thần cộng với tổn thương do chủng cô tập 19. Điều này làm tăng sự phụ thuộc vào chính các tổ chức đã gây ra vấn đề này từ ban đầu, đó là giới quyền quy về y tế và khoa học. Tội phạm gia tăng đã thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ ra khỏi thành phố. Họ vừa sống sót qua những đợt phong tỏa, nhưng chắc chắn họ không thể sống nổi qua đại dịch cô tập 19. Điều này làm suy yếu cơ sở thuế của thành phố, cho phép bọn tội phạm nắm quyền kiểm soát sâu hơn. Những thành phố này đã trở thành nơi trú ẩn cho làn sóng người di cư phá cái đất nước. Các thị trưởng đảng phái đã thực sự sử dụng tiền thuế cho những kẻ xâm lược này trong các khách sạn cao cấp với danh nghĩa là lồng trắc ẩn dành cho người lạ. Các công dân đã bị đẩy ra ngoài cái bệnh viện để nhường chỗ cho đám đông di cư hung hãn, một cảnh tượng không thể tin tưởng được. Nhưng cùng với đó, tất nhiên là tội phạm ngày càng gia tăng, kích động sự tức giận của người dân và tạo ra điều mà động lực cảnh sát dưới hình thức lực lượng giữa binh quốc gia hiện đang được giao nhiệm vụ trấn áp tội phạm trong hệ thống giao thông vận tải. Tác giả đặt câu hỏi, bước tiếp theo là gì? Có lẽ đây, giám sát kiểm duyệt quy mô lớn, cộng với quyền lực ngày càng mở rộng của cảnh sát, điều này sẽ đi kèm với cuộc chuyển nhà của người dân hơn nữa. Những người có những phương tiện chuyển đi sẽ bỏ chạy khỏi cái thành phố, thậm chí là bỏ đi khỏi cái đất nước này để lại lại cho những người khác phải chịu đựng. Khi tác giả kể câu chuyện này, dường như tất cả điều này không thể tránh khỏi. Nhưng không phải vậy. Mọi chuyện có thể đã được ngăn chặn lại bất kỳ lúc nào. Một lãnh đạo chính trị sáng suốt thận trọng lẽ ra đã thừa nhận sai lầm ngay từ đầu và kêu gọi đất nước tìm lại tự do, lễ nghĩa và sự khác biệt giữa đúng và sai. Nhưng cái tôi của đảng Dân Chủ, sự kiêu hãnh của đảng Dân Chủ đã ngăn cản điều đó xảy ra và chúng ta, người dân, đang gánh chịu cái hậu quả. Chính quyền của đảng Dân Chủ ngày càng cồng kềnh, xã hội dân sự ngày càng kém năng lượng tự quản trong các trung tâm thành phố lớn. Thảm họa sẽ sớm diễn ra, chỉ được giảm nhẹ nhờ thị trường cổ phiếu đang đi lên và hệ thống tài chính vẫn chưa sụp đổ hoàn toàn. Có thể là chúng ta đang trong giai đoạn của sự sụp đổ hoàn toàn, hay đang ở thời điểm mà dân chúng và những người ở vị trí lãnh đạo trở nên sáng suốt và quyết định chấm dứt cái tình trạng trượt dốc này. Thật khó mà biết được, nhưng chúng ta biết rõ điều này, đó là một nhóm phản kháng ngày càng đông ở bên ngoài kia đang vẫn chấp ngay, không chịu ngồi nhìn cái đất nước vĩ đại bị cướp phá chiếm đóng bởi mọi thứ mà đất nước này đã từng được thiết lập để ngăn chặn. Cả một bài viết, nó highlight tất cả những sự tệ hại của chính quyền Biden. Xin cảm ơn tác giả rất nhiều và đã viết tuyệt vời trong chương trình của The LV News. Trở lại bản tin tiếp theo. Bản tin tiêu điểm về sự kiện truyền thông tiếp tục chụp mũ cho ông Trump. Cái nhà phê bình giới truyền thông đưa rằng Tổng thống Trump có một cuộc tắm máu, qua đó bộc lộ sự thiên vị và muốn tăng số lượng người xem. Tôi rất desperate tới cái mức độ mà tôi nói bẻ câu một số cái lời comment của Tổng thống Trump. Những bản tin này nó cũng được đề, nó cũng được đưa ra rất là lâu trong những chương trình trước, nhưng mà thật sự đây là bản phân tích bình luận cụ thể nhất lý do tại sao. Trong tuần qua, các hãng truyền thông của Mỹ đã đưa tin rằng Tổng thống Trump hứa hẹn về một cuộc tắm máu tại Hoa Kỳ để ông không tái đắc cử Tổng thống vào tháng 11.
Các nhà quan sát truyền thông và nhà phê bình báo chí theo phái bảo tồn truyền thống cho biết, cái chu kỳ tin tức mới là bằng chứng cho tất cả thành kiến chung lâu đời của giới truyền thông đối với ông Trump, lẫn việc họ càng bác bỏ cái tính khách quan. Tại một cuộc vận động tranh cử tại Dayton, Ohio, để một ứng cử viên thượng viện của đảng Cộng hòa Bernie Moreno, Tổng thống Trump đã nói về hoạt động sản xuất xe hơi tại Mexico, việc nhập cảng xe thành phẩm vào Hoa Kỳ. Chúng tôi sẽ áp dụng mức thuế 100%. Đối với từng chiếc xe hơi vượt qua biên giới, quý vị sẽ không thể bán được những chiếc xe đó nếu tôi đắc cử, Tổng thống Trump nói. Bây giờ nếu tôi không được bầu thì đó sẽ là một cuộc tắm máu cho đất nước này. Những dòng tiêu đề đã xuất hiện trong tờ báo New York Times, một tờ báo thiên tả cực đoan. Ông Trump nói với một số người di cư không phải là người dân và dự đoán sẽ có một cuộc tắm máu nếu ông ấy thua. Nó móc cái câu nói liên quan đến người di cư, nhưng mà thật sự get washed. Những người Mỹ đã bắt đầu cũng chán ngán vấn đề di cư bất hợp pháp. Và những người này đang cướp bóc những công ăn việc làm, và đặc biệt là những công ăn việc làm của những tầng lớp lao động thấp. Một lần nữa, ông Trump đã nhấn mạnh tầm nhìn về ngày tận thế của đất nước. Hai một cái nhân viên, một nhân viên mang họ Quỳnh, Angelie Quỳnh và Michael Gold của tờ báo New York Times đã viết về bài báo chiến dịch tranh cử ngày 16 tháng 3. Ông Trump đã có bài diễn văn lan man tràn gặp những lời lẽ công kích và cay độc. Lại thêm một con khùng gốc Việt làm việc cho tờ báo New York Times. Trong khi đó, con mụ Mary Bruce của chương trình ABC News đã nói đến vấn đề này trong ấn bản ngày 17 tháng 3 của World News Today. Bà đưa tin ông Trump cảnh báo khi thảo luận về kinh tế rằng sẽ có một cuộc tắm máu nếu ông tái tranh cử vào 2024, không tái tranh cử. Rõ ràng ông ấy đang nói về cuộc tắm máu cho nước Mỹ. Dân biểu, cựu dân biểu của đảng Cộng hòa Joe Scapiro nói trong chương trình Morning Joe của MSNBC ngày 18 tháng 3. Ông ấy biết mình đang làm gì. Chúng ta không ngu ngốc, người Mỹ không ngu ngốc. Ông ấy đang nói một cuộc tắm máu. Đương nhiên, người Mỹ không ngu ngốc nên thật sự không nghe tụi bay thôi. Chứ thật sự người Mỹ mà ngu ngốc, người Mỹ đã nghe tụi bay lâu về vấn đề bẻ cong câu chuyện của ông Trump. Chiến dịch tranh cử của Biden cũng chộp lấy cái vấn đề này ngay lúc đó. Hôm ngày 18 tháng 3, họ đã phát hành một quảng cáo kỹ thuật số do Ủy ban vận động tranh cử của Biden trả tiền. Quảng cáo này liên kết với lời bình luận 16 tháng 3 của Tổng thống Trump với cuộc biểu tình Rally Cánh Hữu 2017 và vụ xâm phạm Điện Capitol của 2021. Đưa tin thì ít, biên tập thì nhiều. Trong một cuộc phỏng vấn, ông John Nicosia, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của công ty tư vấn New Cycle Media LLC, có trụ sở tại Washington, đã so sánh với các hãng truyền thông thiên tả truy kích Tổng thống Trump với nhân vật thiền trưởng Ahab độc đoán cùng con cá heo màu trắng của ông trong tiểu thuyết của nhà văn Herman. Ông nói với tờ báo The Epoch Times, giới truyền thông có sự căm ghét sâu đậm đối với ông ấy đến mức họ sẽ làm mọi cách để có thể không thấy cảnh ông ấy chiến thắng một lần nữa. Ông Nicosia trước đây từng làm việc cho Media LLC và Independent Journal Review, đã mô tả một môi trường truyền thông trong đó các phóng viên, các biên tập viên và chủ báo cảm thấy thoải mái với việc lồng ghép ý kiến của họ và những bài đưa tin, giải thích những gì mà họ nghĩ về một người nào đó như Tổng thống Trump thật sự muốn nói khi họ phát ngôn. Nếu quý vị muốn lùi lại, xem xét nghệ thuật báo chí, thì quý vị có thể đi đến kết luận rằng cơ bản báo chí, đặc biệt là báo chí thiên tả, nó đã biến thành một nhóm vận động chính trị cho cả hai bên. Bà Emily, giám đốc trung tâm nghề báo quốc gia tổ chức bảo tồn truyền thống Young America Foundation, thì thẳng thắn hơn. Bà nói, đây là một trường hợp điển hình hoàn hảo để minh họa lý do tại sao giới truyền thông đang gặp cuộc khủng hoảng về lòng tin. Họ đã che đậy cái mối lo ngại về nguyên liệu, như là tình hình sản xuất trong nước, bởi vì họ phân tâm đến sự kết hợp giữa thành kiến và nội dung giật gân để tăng lượt nhấp chuột. Bà viết trong một thư điện tử gửi cho tờ báo The Epoch Times. Hồi tháng 10 của 2023, The Gallup Poll đã công bố một báo cáo về cuộc thăm dò ý kiến của mình cho thấy hơn 1/3 tức 39% người trưởng thành của Hoa Kỳ không hề tin tưởng về những hãng truyền thông đại chúng. Khi trả lời những câu hỏi nói chung, quý vị có niềm tin và sự tin cậy đến mức độ nào đối với hãng truyền thông đại chúng, chẳng hạn như báo chí, TV,
đài phát thanh. Khi nói đến việc đưa tin đầy đủ, chính xác và công bằng, thì hầu hết người Mỹ trưởng thành của Hoa Kỳ cho biết họ có ít hoặc không có niềm tin vào giới truyền thông. Chỉ 32% số người được hỏi cho biết họ có sự tin tưởng nhiều hoặc quá nhiều. Gallup lần đầu tiên hỏi người Mỹ câu hỏi tương tự như vậy vào năm 1972. Gần 70% trong số họ nói rằng họ tin tưởng cái giới truyền thông. Ông Nicosia cho biết, trong một thời kỳ hoàng kim của báo chí Hoa Kỳ, sự thiên vị trong việc đưa tin hoặc xuất bản đã bị trừng phạt bằng cách chấm dứt hoạt động. Ông cho biết gần đây nhất vào 2025, người dẫn chương trình lâu năm của CBS Evening News là ông Dan Rather đã bị đuổi khỏi cái tổ chức này sau khi ông đưa tin một câu chuyện lên chương trình 60 Minutes của CBS chỉ trích quãng thời gian của cựu tổng thống George W. Bush phục vụ trong cái lực lượng diễu binh quốc gia không quân của Texas, sau đó đã phát hiện là hoàn toàn bịa đặt. Ông Nicosia cho biết, ngày nay, xếp hạng truyền hình và lượt xem trang trực tiếp là mối quan tâm hàng đầu của hết tổ chức truyền thông, chứ không phải là tính xác thực và niềm tin của công chúng. Chính xác luôn. Những cái trích câu view, những cái giật gân, và truyền thông họ nhìn vào những cái lượt, click vào những cái trang web đó, thì click vào đi. Còn vấn đề đúng hay sai đó là chuyện khác. Thì đó là cái lý do mà tại sao là hoàn toàn, khi mà chúng ta nhìn những cái thái độ như là ông Trump tắm máu vân vân, về nguyên tắc là họ lấy được cái độc giả rồi, lướt vào cái trang đó, nhưng mà thật sự độc giả của Đảng Dân Chủ thì tụi nó đầu óc nó không có não, nó chân rồi trên museum đó, thành ra nó không nghĩ được rằng là cái câu đó lấy out of contact như thế nào. Thì đó là cái điểm mà bây giờ truyền thông nó bỏ đi cái tính xác thực nữa. Nó không khe cái niềm tin của công chúng, là bởi vì nó khe vấn đề tiền bạc, nó desperate đến mức độ là nó gần như phá sản. Trong một thư điện tử gửi cho tờ báo Epoch Times, ông Curtis Cook, biên tập viên điều hành của cơ quan giám sát truyền thông bảo tồn truyền thống New Buster của Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông, đã gọi chu kỳ đưa tin về cuộc tắm máu là cuộc khủng hoảng nóng bỏng thực sự đầu tiên về tổng tuyển cử 2024 đối với truyền thông thiên tạc. Họ hết sức muốn chú ý sự chú ý đến các bản tin đang chết dần chết mòn của mình. Vì vậy, họ không hề e ngại khi bóp méo những gì rõ ràng là một trò lừa đảo. Ông nói tất cả chỉ nhằm mục đích giật gân và thu hút những cử tri đang lưỡng lự hoặc bằng cách nào đó có thể bị thuyết phục để bỏ phiếu cho ông Biden. Ông Nicosia cho biết cả truyền thông cánh tả và cánh hữu đều phạm tội lồng ghép ý kiến chủ quan khi đưa tin. Tuy nhiên, truyền thông cánh hữu khi đưa tin về những câu chuyện mà kênh truyền thông khác bác bỏ, thì việc truyền thông thiên tả loại bỏ những chủ đề đáng đưa tin có vẻ rất rõ ràng đối với người đọc bình luận bình thường. Một báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Pew từ tháng 11 của 2023 đã nêu bật những xu hướng đáng lo ngại đối với báo tin, tin tức báo in, tin tức truyền thông của địa phương, tin tức truyền hình cáp, các nhà sản xuất bản tin kỹ thuật số. Tất cả các danh mục được đề cập trong báo cáo Pew đều nhận thấy cái lượng phát hành, xếp hàng và cái lượng xem trang của họ đều giảm theo thời gian. Báo Pew và các tờ báo đang làm điều tồi tệ nhất. Vào năm 1990, hơn 60 triệu người Mỹ đặt mua dài hạn một nhờ nhật báo. Vào năm 2022, số người ghi danh đặt báo chỉ khoảng 21 triệu người. Ông Jason Mister, một chiến lược gia chính trị của Đảng Cộng Hòa thân cận với Tổng thống Trump, đã viết trong một tin nhắn gửi cho tờ báo Epoch Times: người Mỹ đang không mua những gì những hãng truyền thông lâu đời đang rao bán. 72 giờ qua là một chu kỳ tin tức khủng khiếp đối với truyền thông lâu đời. Một số người có thể gọi đó là một cuộc tạm mạo. Cái niềm tin của truyền thông càng ngày càng tệ hại sau khi tấn công ông Trump. Truyền thông đã bị nghiệp quật khi tấn công ông Trump. Trở lại một bản tin tiếp theo trong chương trình của The LV News. Ok quý vị, chương trình LV News là chương trình cập nhật những bản tin, những bài bình luận. Và chúng tôi sẽ cập nhật cái bản tin liên quan đến câu chuyện đã đâm đơn kiện của ông Jack Smith. 18 tổng trưởng lý lập luận rằng vụ truy tố của ông Jack Smith đối với Tổng thống Trump là mang tính của đảng phái. Đây là những gì mà thật sự chúng ta thấy cuộc tấn công về chính trị chưa từng còn. Tổng trưởng lý của bang Alabama, đó là ông Steve Marshall, đã tham gia cùng với tổng trưởng lý 17 tiểu bang khác trong bản tóm tắt thân hữu của tòa án, đệ trình lên tối cao pháp viện.
cho rằng hiện đang có nhiều vụ kiện có động cơ chính trị và mang tính đảng phái nhắm vào Tổng thống Trump, và rằng cái quyền miễn trừ Tổng thống sẽ mang lại một nguyên tắc bảo vệ cần thiết cho bất kỳ cựu Tổng thống hoặc đương kim Tổng thống nào. Các tổng trưởng lý đại diện cho Alabama, Florida, Idaho, Indiana, Iowa, Kansas, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, North Dakota, Oklahoma, South Carolina, South Dakota, Texas, Utah và West Virginia viết rằng các tiểu bang tham gia cái bản tóm tắt thân hữu của tòa án đại diện cho đông đảo dân chúng. Hàng triệu người Mỹ đang lo ngại trước cơ quan công tố sốt sắng xét xử Tổng thống Trump trước cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới. Các công tố viên tuyên bố rằng họ đại diện cho người dân, nhưng cách tiếp cận của họ đối với Tổng thống Trump cho thấy những động cơ thầm kín. Họ biết pháp viện đang cân nhắc nguy cơ rằng việc cáo buộc cựu Tổng thống phải chịu trách nhiệm hình sự sẽ tạo ra cái điều kiện cho hành vi lạm dụng mang tính đảng phái. Hôm ngày 19 tháng 3, luật sư của Tổng thống Trump đã tranh luận rằng cái quyền miễn trừ của Tổng thống là cần thiết trong bối cảnh truy tố hình sự nhằm đến ngăn chặn cái dòng xoáy tội phạm và thậm chí tống tiền chính trị của các đương kim Tổng thống. Tối cao pháp viện đã lên lịch tranh luận bằng miệng vào ngày 25 tháng 4. Các tổng trưởng lý đã chê trách việc tòa phúc thẩm từ chối bản kiến nghị bác bỏ cựu Tổng thống Trump dựa trên quyền miễn trừ Tổng thống khi bỏ qua điều hiển nhiên trong quyết định của mình để coi Tổng thống Trump là một công dân Trump. Nếu ông ấy không phải là Tổng thống thì sẽ không có chuyện này xảy ra, các tổng trưởng lý lập luận, đồng thời liệt kê một số vụ kiện của Tổng thống Trump bao gồm các vụ kiện trước tối cao pháp viện do biện lý đặc biệt Jack Smith truy tố. Ông Smith đã cáo buộc Tổng thống Trump bốn tội cản trở âm mưu dựa trên những hành động của ông vào ngày 6 tháng 1 của 2021. Và các tổng trưởng lý tham gia bản tóm tắt thân hữu của tòa án đặt câu hỏi tại sao Bộ Tư pháp lại chờ đợi lâu như vậy để đưa ra cái vụ kiện này nếu không phải lý do chính trị. Họ lưu ý rằng ông Smith được bổ nhiệm vài ngày sau khi Tổng thống Trump tuyên bố tranh cử. Các tổng trưởng lý này cho rằng sau cái vụ việc được cho là chậm trễ trước truy tố này thì các công tố viên đã đẩy nhanh cái vụ án. Không có bị cáo hình sự nào ngoài người này bị buộc phải tường trình ngắn gọn về một số vấn đề trong cái hiến pháp trong một tuần, phải đệ trình đơn yêu cầu tòa án cấp trên xem xét lại vụ án trước khi quyết định của tòa án, phải từ bỏ toàn bộ thẩm phán của tòa án xem lại vụ án, vân vân. Bản tóm tắt thân hữu của tòa án viết. Vì phía công tố viên không giải thích được sự vội vàng bất thường của mình cho bất kỳ câu trả lời đáng lo ngại, là đáng lo ngại rằng thời điểm truy tố tính toán nhằm gây thiệt hại tối đa cho đối thủ chính trị của ông Biden trước tổng cử của 2024. Tòa phúc thẩm cho rằng nguy cơ truy tố vì mục đích đảng phái sẽ là hiếm, bởi vì công tố viên có nghĩa vụ đạo đức để không khởi xướng những vụ truy tố vô căn cứ. Do đó, nguy cơ của cựu tổng thống bị quấy rối quá mức bởi quy trình truy tố liên bang vô căn cứ dường như không đáng kể. Các tổng trưởng lý tham gia bản tóm tắt thân hữu của tòa án lập luận rằng tình huống hiện tại mà Tổng thống Trump phải đối mặt cho thấy nguy cơ bất kỳ điều gì ngoại trừ không đáng kể. Nguy cơ đó điều mà tổ phụ lập quốc thường xuyên lo lắng. Các tổng trưởng lý nói rằng họ lo ngại những cảm xúc mạnh mẽ và thù hận đang thúc đẩy các bè cánh mang tính đảng phái sẽ gây ra nguy hiểm lợi ích chung dẫn đến sự phân chia quyền lực. Họ nói rằng quyền miễn trừ của một Tổng thống là cần thiết để duy trì sự cân bằng đó. Việc đàn hạt hoặc buộc họ phải chịu trách nhiệm trước người dân sẽ là bất công nếu tòa án đối xử Tổng thống Trump như bất kỳ bị cáo hình sự nào khác. Họ lập luận rằng trích dẫn một phán quyết khi phúc thẩm có quyền miễn trừ Tổng thống, trong khi phía công tố viên rõ ràng là không làm như vậy. Họ lập luận lại vụ án của ông Tổng thống Nixon. Các tổng trưởng lý chỉ trích việc so sánh với cố Tổng thống Nixon. Các tổng trưởng lý cho rằng tòa án cấp dưới đã sai lầm khi cho rằng một công tố viên có động cơ chính trị sẽ không nhắm vào Tổng thống ngay khi ông rời khỏi cái nhiệm sở. Cái phán quyết này thật sự làm nghiêng cán cân về bên công tố viên trong vụ án hiện tại. Tòa phúc thẩm đã so sánh Tổng thống với bồi thẩm viên, những người có thể sợ bị buộc tội sau khi đưa ra một bản án. Nhưng sự so sánh đó hoàn toàn không thích hợp. Rủi ro cơ bản là khi một công tố viên nhắm vào bồi thẩm viên vì lợi ích cá nhân hoặc chính trị là gì? Tòa án này đã không nói được. Các tổng trưởng lý tham gia bản tóm tắt thân hữu của tòa án viết, đồng thời nói thêm rằng cái tầm nhìn rõ ràng của một tổng thống và các quyết định của ông khiến ông trở thành mục tiêu dễ bị nhắm đến.
Tòa phúc thẩm cũng so sánh việc hiện tại với vụ án trước đây, chẳng hạn như Richard Nixon, người được ân xá khi rời nhiệm sở, nhận thấy rằng điều này có nghĩa là Tổng thống đã tin rằng họ phải đối mặt với truy tố hình sự. Các tổng chứng lý tham gia các bản tóm tắt thân hữu của tòa án cho rằng đây là suy luận không ai trong số tổng thống được dẫn ra thật sự thừa nhận rằng họ bị truy tố hình sự sau khi rời nhiệm sở. Chưa có một cựu tổng thống hoặc đương kim tổng thống bị truy tố hình sự, chứ nó chưa nói nó bún bấn cảo tràng hình sự ở các khu vực pháp lý khác nhau mà Tổng thống Trump đang phải đối mặt. Các tổng chứng lý tham gia các bản tóm tắt thân hữu của tòa án lập luận rằng việc không có tham chiếu nào trong lịch sử có thể khiến một tổng thống suy ra cái quyền miễn trừ. Trong một diễn tiến khác, các tiểu bang Ohio, Alaska, Wyoming đã đệ trình một bản tóm tắt thân hữu của tòa án kêu gọi tối cao pháp viện đặt ra những tiêu chuẩn cho những gì được bảo vệ bởi quyền miễn trừ của tổng thống trái ngược với các quy tắc. Các tổng chứng lý nói trên cho rằng việc cung cấp một danh sách những gì được bảo vệ có thể dẫn đến nhiều quá hoặc là quá ít quyền tự do hành động của một tổng thống trong những tình huống khác nhau. Xin cảm ơn những tổng chưởng lý của tiểu bang Đảng Cộng Hòa đang đứng lên vì chính nghĩa cho ông Trump. Và đó là chương trình của The LV News. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo.